Trợ lý ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Việt Nam. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Christenbrink dự kiến sẽ thăm Việt Nam và Lào trong thời gian từ ngày 9 đến 14 tháng 10 nhằm khẳng định cam kết của Washington với các đối tác ở Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Christenbrink sẽ đến thăm Lào và Việt Nam từ ngày 9 đến 14 tháng 10. Tại Hà Nội, ông Christenbrink, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, dự kiến sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để thảo luận những cơ hội mở rộng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sẽ giao lưu với các sinh viên học viện ngoại giao và gặp gỡ những người từng tham gia sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á ICU. Tại Viên Trăn, ông Quinton Bring sẽ chủ trì đối thoại song phương toàn diện Mỹ-Lào và hội đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Lào. Hai bên sẽ thảo luận thúc đẩy quan hệ song phương. Ông cũng sẽ gặp gỡ các quan chức của Ủy hội Sông Mê Công và những người từng tham dự các chương trình trao đổi của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm nhằm khẳng định cam kết của Mỹ với hai đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và tầm quan trọng về vai trò trung tâm của ASEAN trước thềm các hội nghị khu vực diễn ra vào tháng 11 tới.